ơi, hồi sữa mới về đây khách ơi, tươi ngon nha, ăn wasabi là hết sảy luôn nha khách. Mập lắm mà còn sống luôn nha. Nó có hai loại đó cho khách chọn nha, hàng ăn nướng với lại là hàng ăn tái bột bạc đó. Đây. Đây khách ơi, ngon quá luôn nè. Này mà tái chanh chấm bột bạc nữa thôi rồi luôn. Có ship quanh khu vực Liên Đông nha khách, miễn phí ship ạ. Ok.